1 phút 20 giây nhớ đời của người Việt giữa động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Chàng trai Việt 27 tuổi nói đã trải qua 1 phút 20 giây nhớ đời ở tầng 10 chung cư thuộc tỉnh Ishikawa Nhật Bản khi trận động đất mạnh 7,6 độ diễn ra. 1 phút 20 giây nhớ đời. 5 tiếng sau trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản, Nguyễn Đức Mạnh 27 tuổi mới đủ bình tĩnh đăng dòng trạng thái thông báo bình an lên mạng xã hội. 1 phút 20 giây nhớ đời. Động đất 5 độ ở tầng 1 đã là một điều đáng sợ, nhưng nếu là ở tầng 10, tôi nghĩ bản thân đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cầu mong người Việt chịu ảnh hưởng của trận động đất đều bình an vô sự, anh viết. Chàng trai Việt sống tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa chia sẻ đoạn video ghi lại 1 phút 20 giây nhớ đời. Khoảng 16 giờ 10 phút, tức 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, điện thoại của Mạnh phát tín hiệu cảnh báo đầu tiên khi anh đang nghỉ ngơi trong phòng tầng 10 của tòa nhà. Chỉ mấy giây sau, rung chấn mạnh dần và kéo dài. Tôi chỉ nghĩ động đất nhẹ nhàng như bao lần khác, nhưng không, rung chấn mạnh khiến tôi hoảng loạn vì đang ở tầng cao nhất trong chung cư, anh nhớ lại. Mạnh tính toán, nếu tháo chạy khỏi nhà từ tầng 10 xuống mặt đất sẽ mất 2 phút, lo sợ nguy hiểm, anh cố bám chặt trụ nhà, tự chấn an bản thân dù tinh thần đã rơi vào hoảng loạn cực độ. Khi rung chấn tạm dứt, anh Mạnh vội tháo chạy xuống tầng 1, nơi các thực tập sinh khác đã đứng từ trước. Trong số này, hầu hết là thực tập sinh người Việt và có thêm người Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản. Lúc sau, anh và những người bạn cùng tầng lều lên nhà lấy giấy tờ quan trọng và đồ đạc cá nhân, rồi lại lao xuống tầng 1 đợi hết dư chấn. Điện thoại vang lên cảnh báo sóng thần cao 5 mét khiến chúng tôi hoang mang. Một số người chạy lên tầng 10 nhìn ra hướng biển cách đó 3 km, anh kể. Đến tối, một số thực tập sinh đi sơ tán nhà người quen, một số khác như Mạnh chọn cố thủ tại nhà. Mỗi năm tới 10 phút, điện thoại của anh lại phát thông báo về dư chấn từ khu vực Noto và Wajima, nơi được coi là tâm chấn ảnh hưởng tới năm tỉnh Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu. Theo AFP, Văn phòng Khí tượng Nhật Bản GMA cho biết, kể từ ngày 1 tháng 1, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất, mạnh nhất là 7,6 độ và một trận khác hơn 6 độ. Không riêng tôi, khi được hỏi, một cụ ông người Nhật khoảng 70 tuổi nói rằng chưa từng gặp trận động đất nào mạnh như này, mạnh cho hay. Kết nối với bà Kadoya Akemi, 67 tuổi, sống tại thành phố Nanao, tỉnh Ishikawa, nhân viên tại một khách sạn kiểu truyền thống, bà cho biết cảm nhận rung lắc nhẹ trong buổi làm việc chiều ngày 1 tháng 1, cường độ đột ngột tăng mạnh, người phụ nữ vội trốn dưới gầm bàn, đầu liên tục va đập vào chân bàn không đếm nổi bao nhiêu lần. Không cảnh trước mắt khiến bà không tin nổi, cửa sổ vỡ tung, đồ dùng nhà bếp rơi vãi, hư hỏng nặng. Nỗi sợ hãi chưa dừng lại khi những trận động đất 5 độ liên tiếp xuất hiện. Trận động đất tạm dừng, tôi cùng mọi người chạy tới ký túc xá mới xây kiên cố của khách sạn lánh nạn. Đêm đó, tôi không dám về nhà, bà Kadoya nói. Sáng hôm sau, bà nhìn thấy đường phố nứt toác, hoang tàn, con đường bình thường đi hết 10 phút, nay kéo dài một tiếng, siêu thị dừng hoạt động, đồ đạc rơi từ các kệ hàng la liệt dưới mặt đất. Trong căn nhà của bà trên phố Yahata, tường xuất hiện những vết nứt dài, hệ thống khóa tự động khi xảy ra động đất đã giúp bảo vệ một số đồ dùng. Một đồng nghiệp của tôi đau buồn kể, người ông và người em 20 tuổi của bạn đã qua đời trong trận động đất, thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát, bà Kadoya nói. Mỗi ngày, dư chấn xảy ra 10 lần, người phụ nữ lớn tuổi lo ngại, dư chấn sẽ kéo dài một tuần nên chỉ còn cách cố thủ trong nhà. Bất tiện do không có nước và ga, bà phải đi vệ sinh bên ngoài, đến điểm tắm công cộng cách nhà 70 km. Khách sạn bị hư hỏng nghiêm trọng, tôi đứng trước nguy cơ mất việc, bà nói. Ông Takagi, giám đốc khách sạn cũng chưa biết trước tương lai của khách sạn có thể sẽ không bỏ lại được nữa. Hễ dung chấn là chạy lánh nạn. Nguyễn Tuấn Phong, 27 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa, cảm nhận dung chấn lần thứ nhất khoảng 5 độ. Ngay sau đó, hai lần dung chấn liên tục 7,6 và hơn 5 độ khiến anh không kịp trở tay, vội chui xuống gầm bàn. Tranh thủ lúc mặt đất bình yên, anh ngay lập tức chạy ra đường, trú nơi thông thoáng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi quay về nhà, tôi thấy bóng đèn và một số vật dụng như bát, đĩa bị hư hỏng, không thiệt hại đáng kể. Phong nói, cho hay một vài người bạn sống tại Haku và Nanao cùng thuộc tỉnh Ishikawa chia sẻ hình ảnh tan hoang, đường xá sụt lún và cột điện nghiêng đổ. Trận động đất mạnh khiến các phương tiện công cộng dừng hoạt động, thành phố Komatsu không bị cắt nước và điện như một số khu vực gần tâm chấn. Phong cho biết, chính phủ Nhật Bản nhanh chóng khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, lánh nạn tới những nơi kiên cố và sẽ được phát nhu yếu phẩm cần thiết. Wi-Fi được cung cấp miễn phí tại các tỉnh bị ảnh hưởng để người dân duy trì liên lạc. Đường dây nóng cứu trợ liên tục được phát đi trên TV bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Việt. Sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh từ năm 2018, đây là trận động đất mạnh nhất phong từng trải qua, dù tâm lý luôn sẵn sàng ứng phó thảm họa như động đất sóng thần. Tôi đã có chút lo lắng và sợ hãi, anh nói. Ngày 2 tháng 1, dung chấn liên tục vẫn chưa dứt, phương tiện công cộng chưa hoạt động trở lại. Phong di tản đến nơi lánh nạn cách nhà 400m, chờ đánh giá tình hình từ cơ quan chức năng. Chị Trần Linh sống tại thành phố Komasu, tỉnh Ichikawa, luôn trong tinh thần, hễ sung chấn là chạy tới nơi lánh nạn gần nhà, bất kể ngày đêm. Giấc ngủ tối ngày 1 tháng 1 chập chờn khi chị liên tục bị đánh thức bởi những cơn sung chấn. Cách đây hơn 4 năm, chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh, chị đã học cách đối phó với động đất như chui xuống gầm bàn, chạy ra công viên, tránh xa tòa nhà và cột điện. Nhưng trong khoảnh khắc động đất 7,6 độ chiều đầu năm, chị hoảng loạn, nói người lan lốc, không biết cảm giác gì luôn. Tôi sống ở chung cư, mất một phút để mở cửa chạy từ tầng 2 xuống đất, vớ được một chiếc điện thoại, cô gái Việt nhớ lại cảnh, cứ thế là chạy theo người Nhật khi cảnh báo sóng thần vang lên đầy ám ảnh. Sau một đêm sống trong sợ hãi, chị trở về nhà, thấy đồ đạc rơi lung tung, mỗi thứ một nơi, chị chấn an bản thân rồi liên lạc gia đình ở Việt Nam thông báo an toàn. Trước cảnh báo sẽ có một trận động đất lớn nữa, cô gái Việt không dám ra ngoài khi không cần thiết. Do chưa kịp chuẩn bị lương thực, chị cho hay tạm có gì thì ăn đấy. Tuấn Phong cho biết thêm trên những hội nhóm người Việt tại Ishikawa, nhiều người đang bài chỉ dẫn những nơi lánh nạn, đường dây nóng hỗ trợ và bảo hộ công dân. Đức Mạnh cũng liên tục nhận được những tin nhắn của gọi hỏi thăm. Anh chia sẻ các vị trí lánh nạn trên trang cá nhân, hy vọng đồng hương bị ảnh hưởng có thể nắm bắt được thông tin. Chiều ngày 2 tháng 1, nhận thông tin một người bạn Việt Nam mắc kẹt tại ga chính thành phố Kanazawa do tàu ngừng chạy, Mạnh vội chạy đi mua đồ ăn tiếp tế một số người việt đã đợi tàu rất lâu trong khi xung quanh hàng quán và cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa anh kể trên mạng xã hội người việt đăng tin hỗ trợ nhu yếu phẩm cho thực hợp sinh đi lánh nạn chị rum nguyễn sống tại ishikawa cho biết nhà cửa bị hư hại nặng trong khi tiệm bánh ngọt bị xê dịch đồ đạc sau khi dọn dẹp mọi thứ chị thông báo gia đình đều bình an các bạn thực tập sinh đi sơ tán nếu không có đồ ăn tôi sẽ đem bánh đến cùng chia sẻ một chút qua vài ngày mọi chuyện sẽ ổn thôi chị cho hay 5 năm sống tại Nhật, tôi chưa từng gặp cảnh này. Thảm họa động đất xảy ra vào ngày đầu tiên của năm mới tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 55 người không qua khỏi. Tính đến tối ngày 2 tháng 1, theo Reuters, động đất khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại nặng nề chỉ sau một đêm. Quan chức chức năng cảnh báo số người không qua khỏi và bị thương có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị động đất tàn phá nặng nề nhất. Bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hội Người Việt tại vùng Kansai cho biết, ngay sau khi xảy ra động đất, để kịp thời phản ứng với tình hình thiên tai, từ chiều tối ngày 1 tháng 1, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập tổ công tác với sự tham gia của ban thường vụ liên hiệp hội và các đại diện từ các địa phương đang chịu ảnh hưởng để tiếp nhận xử lý thông tin. Đến hết ngày 2 tháng 1, chưa khi nhận sự cố với người Việt. Người dân chủ yếu lãnh nạn tại nhà người quen ở khu vực an toàn. Một số người không biết tiếng Nhật nên không di tản, có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt, bà thường nói. Theo bà, một vài gia đình người Việt có thân nhân sống tại tỉnh Ishikawa đã liên hệ với hiệp hội từ tối ngày 1 tháng 1 để nỗ lực kết nối cập nhật thông tin. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cho biết tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Thành phố Osaka, nơi bà thường sinh sống cách tâm chấn động đất 400 km nhưng vẫn cảm nhận được những đợt rung lắc, đội cứu hỏa chính quyền đã được điều động tới khu vực cứu trợ động đất vùng Hokuriku gồm 3 tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui, nhưng đường xá bị cắt và các phương tiện không thể di chuyển. Reuters cho biết chính quyền nhận được nhiều thông tin về các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa.